Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng khám phá một trong những dấu hiệu phổ biến của thai kỳ nhé, đó chính là ốm nghén. Khoảng 70% phụ nữ mang thai đều trải qua tình trạng này. Vậy tại sao chúng ta lại bị ốm nghén? Trước tiên, hãy cùng điểm qua những dấu hiệu mang thai ban đầu. Dấu hiệu thường gặp nhất là trẻ kinh. Tuy nhiên, còn có những biểu hiện khác mà bạn cũng cần chú ý, ví dụ như buồn nôn, hay còn gọi là ốm nghén, có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, không chỉ vào buổi sáng đâu nhé. Ngực căng tức, mệt mỏi và thay đổi tâm trạng đột ngột cũng là những tín hiệu cho thấy cơ thể bạn đang chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ. Vậy nếu bạn nghi ngờ mình có thai thì nên làm gì? Đầu tiên, hãy thử que thụ thai tại nhà để xác nhận. Nếu kết quả là dương tính, bạn nên đặt lịch hẹn với bác sĩ ngay để theo dõi sức khỏe của cả mẹ và bé. Đừng quên bổ sung axit folic hàng ngày, ít nhất 400 mg để hỗ trợ sự phát triển não bộ và tùy sống của bé nhé. Bên cạnh đó, hãy áp dụng lối sống lành mạnh hơn, tránh xa rượu bia và các chất độc hại. Cuối cùng, đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều mẹo hữu ích trong thai kỳ và những lời khuyên chăm sóc tốt nhất cho mẹ và bé nhé.